Không, Ed nó mắc lắm. Họ nói chuyện khôn với trợ. Hiểu sao bé ớt mình kêu để Ed nó đi. Ed nó mắc lắm. Mắc kệ mày, chuyện của mày, xe của mày bán, kệ mày tự nhiên bán táo. Bây giờ lấy Ed bây giờ bán cũng được 2-3 chỗ. À, bây giờ bán cho bán 25 triệu đi. Mày trả nợ đó mày. Lấy 10 triệu trả nợ. À, còn số tiền mình mua chiếc ớt. Ờ, có 15 triệu cái mua chiếc ớt cũ lại 12 triệu. Đó, còn dư tiền nữa này. Đâu đó, tao có chiếc xe để tao đi. Cả nhà đã đến tới video của Vương hôm nay. Vương, mình nghĩ nói chung là lâu lắm rồi mình cũng không cho kha một bữa nha cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ cho là mình thiếu tiền giang hồ, mình sẽ qua mượn tiền nó coi thử nó như thế nào nha cả nhà. Thì mình sẽ qua hỏi nó và mượn tiền nó coi thử anh em có chắc bền lâu hay không nha cả nhà nha. Hãy đi theo mình và cả nhà hãy cho Vương một like, một đăng ký và một chia sẻ để biết được những cái kết quả nó như thế nào nha cả nhà. Đi theo mình nha. Bây giờ mình sẽ đi qua nhà anh Kha. À, mình cũng mới vừa chạy tới nhà anh Kha này. Hiện tại có anh Kha trong nhà này đây. Dạ. Vô nhà Kha này. Bây giờ mình vô nha. Nó làm gì không nha? Kha, làm gì vậy? Làm gì vậy? Gì quay vậy? Ờ, tao có một tí việc này. Mày quay cái gì? Hả? Quay cái gì vậy? Quay YouTube hả? À, đang mình quay luôn. Ủa, hiện ở đây luôn hả? Quay gì đó. À, bây giờ mình có cái này là. Ơi, có nghe nó quay nó to đó. Lúc mà nó quay nó cũng troll đó. Không, mình không troll mấy bạn. Mình có một cái chuyện tâm sự. Nói chung là mình có một cái chuyện tâm sự này là nói chung là đang rối bời đầu óc lắm. Mệt, tâm mệt kinh khủng luôn á. Chuyện gì? Hả? Chuyện gì? Hiện tại giờ tao đang thiếu nợ người ta. Đợi gì nữa mày? Nợ hoài cha. Tại hôm bữa xe tao hư nhưng mà tao không biết là mượn tiền ai, nhưng mà tao lỡ mượn 5 triệu giang hồ sửa xe có 1 triệu à, còn 4 triệu tao xài hết tiền. Mày bị điên nữa hồi đó mày làm mượn giang hồ lần mày sợ mày mượn nữa hả? Hồi đó mày mượn giang hồ lần mày nhảy cầu em sợ bây giờ mượn nữa thì nhiều lúc tao kẹt tiền tao không có tiền ai mượn á. Bây giờ cho nhà mày anh em rồi đâu sao mượn mà đi mượn giang hồ. Không, bây giờ anh em cho thiệt cái giỡn phần tao nói thiệt. Mày giờ thấy cái mặt tao gì mà mày giỡn hả? Bây giờ chán đời thiệt chứ. Nó quẹt lên mát thiệt. Mày mượn ai? Mượn người thiếu ai? Thiếu bao nhiêu? Thiếu 5 triệu. Giờ bạn có cho mình mượn 5 triệu. Thế nào có mua gốc laptop là hết tiền rồi thấy không? Làm cho nữa còn được. Vậy thì bạn có tiền không? Bạn cho mình mượn 5 triệu có gì? Bây giờ mình trả lại cho bạn. Bây giờ buôn bán cây đâu có được đâu. Còn mấy xị này nè đấy. Ăn hết. Chị mượn tiền hồ biết quay. Còn mấy xị lấy không? Tại thì có nhiều mượn nhiều. Thiếu 5 triệu mà lấy nó mấy xì mình gì cả ai? Tao giận mướn tao còn mấy trăm ngàn nghe để đi đường đổ xăng rồi. 4 xì ở dưới lần tờ giấy số nó sáng đổ xăng mua ủng hộ này nó cầm tờ giấy số coi chừng. Giờ mày dò giấy dò số hơn chút không? Ừ, số là chiều có số dò. À, dò bóp tao là còn... Không. Đâu? Để tao coi. Để tao coi, còn bóp tao là... 50, 100, 150, 200, 21, 23, 24, 25, 27, 270 ngàn. Trong thẻ tao vẫn còn tiền. Còn nhiều. Nhưng mà tiền là tiền của Mạnh Thường Quân người ta để gửi cho Hoàn Cảnh. Chuẩn bị đi trao. Chứ giờ đưa cho mày là lấy đâu mà đi trao cho Hoàn Cảnh. Còn tiền lương YouTube thì bao nhiêu thì mày cũng biết rồi. Làm lãnh lương như đưa mày còn nhiêu máu mua cái laptop này hết rồi. 270 mà 270 ngàn lấy không? Mày lấy này, còn cái này trăm mấy, hai trăm mấy sao đủ? Ủa bây giờ tao còn cái đứa mày nhiêu chứ bây giờ mày cào đầu tao. Bây giờ cứ nó tính là 1 triệu 15 ngàn.
thì 15.000 ngày đó hả? Thì là 5 triệu như thì 5 triệu ngày 75.000 hả? Thì mượn nó mấy ngày rồi? Thì mượn nó mấy ngày rồi? Nó mượn có tuần lễ này hả? Tuần lễ vô lên đường làm như vậy? Thì như nhau thôi. Mày đi ấy luôn là vừa nói là như là giờ sao bạn? Bây giờ mình không có cái con đường nào mình đi mượn ai mà cũng không có. Nói chung giờ mày mượn ai thì tao biết gì đâu, tao biết sao tao nói vậy hả? Tao tao thua hả? Có tiền buồn này chứ, tao đâu có tiền đâu mà tao có tao đưa. Phải lương tao là 50-70 triệu một tháng, tao đưa cậu phỏng cái này lương một tháng có 5-7 triệu à, chia cho mày nữa rồi. Giờ chắc nó đi Sài Gòn quá hả? Sài Gòn nó trốn nợ quá à. Gì đây vậy? Giờ Sài Gòn là tiền đâu mà cho Sài Gòn mày ăn ở đây mày đó. Mày làm gì đó mày ăn mày đi được mày đi, bây giờ cô quýt cô đồ đem đó mày đi được mày đi. Giờ làm ăn xin luôn mà được. Bởi vì tao nói nó không được hết thiệt à, nói mày mệt mệt lắm. Ăn cứ đi mượn tiền này nọ rồi đi rồi mai mốt là gặp gái nó dụ. Gái dụ ăn hết rồi bắt đầu phải chạy ra đường á là gặp ai cũng bao tiền này nọ rồi đó rồi lúc cũng hết tiền luôn à. Thì cái tính thì bạn cũng biết tính của mình thì mình quý anh em bạn bè mình. Tôi á thì căn tao thì thức phi đó 12 giờ 1 giờ phải như tao thức phi tao làm nếu được nói, còn nó thức phi biết làm không? Lúc Facebook rồi chọc gái, thả tim. Rồi cho TikTok rồi quay sống ảo gì này. Gì này, đó, rồi gặp gái cái vô follow dạo. Rồi chọc đồ, cu đồ mà phải nó trả lời á, nó trả lời. Bắt đầu đi gặp cái kiều nào mà mấy nhỏ nhỏ mà nhắn tin nó dạy gái nó chọn á. Trả lời liền, bốp liền. Đồ gọi video nó đâu dám gọi đâu, bữa ngờ cho thấy này. Vậy biểu sao nó vụ hết tiền rồi, nó thiệt á. Đúng, phải luôn á. Không, bây giờ mình chạy qua anh kia coi thử. Chạy đâu giờ đi vòng vòng coi. Mấy lớp tới tao báo mua, bây giờ tao tìm hết, tao lấy tiền tao vô mày mượn nha. Nghe. Sao cũng được. Hả? Sao cũng được. Nó lấy thiệt luôn mày. Nó nói sao cũng được, nó muốn lấy thì mình tự hết vậy. Nó lên nhanh lắm, gần cả 10 triệu rồi. Vậy sao cho mày tự mày ăn luôn chứ sao giờ? Tao biết rồi. Bán xe. Vậy. Bán xe hả? Cái chiếc xe Subaru này nãy bây giờ hỏi chiếc kẹt đâu mày bé ớt tao bạn không lấy xe đi chiếc kẹt đâu mày bé kẹt mày tao lấy ớt tao đi chỗ đi làm đâu cho mày khôn vậy không kẹt nó mát lắm họ nói chuyện khôn với trời hiểu sao bé ớt mình kêu đỡ kẹt nó đi kẹt nó mát lắm mát trời mày chuyện của mày xe của mày bé trời mày tự nhiên mày của tao bây giờ lấy kẹt bây giờ bán cũng được 2-3 chỗ bây giờ bán cho bán 25 triệu đi. Mày trả nợ đó này. Lấy 10 triệu trả nợ. Còn số tiền mình mua chiếc ớt. Có 15 triệu cái mua chiếc ớt cũ lại 12 triệu. Đó. Trong đó dư tiền nữa này. Trong đó tao có chiếc xe này để tao đi à. Mà mày kêu tao bán. Tao lấy mai mốt mà mày nghĩ cho tao là tao lấy tao đi. Tao đi xe thùa. Sao mày khôn cái gì? Mày ăn cái mày khôn cái gì? Hả? Ứng chữ đi. Món gì mà đồ đúng không mày? Vậy là mình đi bán xe mình hả? Bán xe. Đi bán luôn rồi lấy trả nợ gì đó mày tự nợ mày tự chịu chứ bán 25 triệu rồi. Bán 25 triệu thôi trả nợ người ta 10 triệu còn 15 triệu mua chiếc ớt cũ đi hợp lý đó rồi còn như tiền đó trang trải đó là tiền lương YouTube đồ này nọ đồ là đủ sống đồ đó, rồi ok luôn không coi như là mình xuống đầu đi mình xuống kẹt mình đi ớt đi sau này họ ta mai mốt ta hỏi sao mình tại tôi ngu mượn nơi giang hồ đang vào quá lắm không đỏ rèn đúng không bây giờ mày còn trốn tay đó ủa mày chứ á buồn kìa chứ buồn gì mày vô mượn tiền anh em mà nó còn chửi vô mình nữa chứ ủa buồn kìa chứ phải lên sao á đúng không phải lên sao thì tao phải mày cho mày nhà mày có cái gì hay là mượn 5-7 triệu tao cũng cố gắng xây sửa được mượn tiền giang hồ cho gái ăn tưởng mượn tiền làm ăn thế mượn tiền mình thu lúa mình kinh doanh cái này nọ rồi đây mình lấy đồ mình lúc đó là mình kẹt quá kẹt chi kẹt quá là mình sửa xe sửa xe chắc sửa xe đâu chắc xe mày tao đi với mày hoài cho tao thấy hư mà mày kêu sửa hả tao đi với mày hoài tao đâu có gì mà hư mở thay cái vỏ đó thay cái vỏ gì mà 5 triệu thay cái vỏ xin gì mà 5 triệu tao nói mày chỉ có rác ăn thôi chứ gì hết thì thay vỏ thôi mày ăn nhớt nữa mà tao biết đúng á thiện à con tàu này mày tốt nhất mày nên xuống chút dẹp đi ớt này cho mày đừng có đi dẹp chứ mày mai mốt mày cũng bị ta vũ hết à
Dạ. Anh em á thì muốn uống liền thề nó khó lắm. Khó rồi. Mà gái á gọi tao cái anh tao liền, anh tao liền. Để anh gì uống nước gì thò cất nửa đêm nửa hôm chắc không thèm nhắn tin trả lời lại luôn, mà cứ nằm chờ banh con mắt rồi sáng lên đi làm á, đi quay hai mắt đen thui lòi ra hò lầy luôn. Thù cái mặt à, rồi cho có cái gì cái thiệt cái chơi cái gì đồ. Nó nói có cái gì mà phải nói là gọi lạ đó. Đấy, cái do cho mày hết trơn không? Đấy như tao nè, tao đầu tư rồi tao làm. Cái ví dụ này tao lỡ mà tao có đổ nợ rồi cái tao đó cũng tao thương cũng đã đành. Mày muốn tiền con gái ăn. Ngồi suy nghĩ kìa. Gì mà nói đồ. Còn mày đặt còn vô quay clip mượn tiền nữa chứ. Không, mình quay clip này mượn tiền có gì sau này á. Ví dụ mà mấy bạn mà cho mình mượn tiền á, rồi mình có cái clip này mình nhớ là ví dụ nhiều khi mình mất trí nhớ này kia nọ, mình không trả cho bạn. Cho mày mượn, nhưng mà mới điều kiện mượn như thế nào, mày kẹt trong vấn đề gì, tự nhiên. Bây giờ kẹt đang thiếu nợ giang hồ nó dí này. Cái đó là chuyện của mày, mày mượn mày cho gái ăn bây giờ mày đếm mày trả. Còn cái kẹt đó phải hết đâu. Chia tay rồi lại qua đấy. Chia tay còn không mà chia tay rồi lại tiền thôi. Đó, bây giờ thấy gái thì được gì được thấy không, thấy rõ ràng không? Đó, giờ thấy con nhỏ đi đường nhìn cô cha. Con 16, 17 tuổi á. Đầu ra không? Thôi. Đầu ra. Thằng gái này đường là giờ. Không ổn đâu ông ơi, không ổn đâu. Không ổn ơi. Coi nghiên cứu ổn lại sao rồi chứ, chết thì chết thiệt. Nghỉ dũng đất. Muốn tiền làm ăn, muốn tiền đúng ta mới cho chứ. Kiếm gì chứ, cho gái ăn. Để nó lên chứ ai đâu nữa. Hết nói luôn. Thôi nha, vậy nha. Chung là tự xử đi. Anh em mình đừng quan tâm tới chuyện đến con gái ăn này nói. Vậy thôi mình về nha. Về. Thôi mình về. Đang muốn mà có làm cái gì mà cũng được làm ăn thì khoảng mấy giờ cũng có tao lúc nào thì thì vậy sao cho mình mượn 20 triệu làm ăn ấy, mình làm cái gì? Mình làm mà làm ăn. Bây giờ bây giờ nói là mượn tiền để làm gì thôi, giờ cho mình mượn tiền làm ăn mình trả nợ xong mình ráng cố gắng mình làm ăn thôi. Thôi tao tin tưởng mày không? Tao tin tưởng không? Mày làm ăn cái gì mày mượn mất công bữa nay qua mấy ngày sau hết rồi hỏi sao cho gái ăn nữa. Không tin tưởng không? Mày có định hướng, mày có mục tiêu rồi tao mới đưa cái đó. Phải đưa ra cái mục tiêu này. Đó. Cái mượn mày làm cái gì? Mục tiêu làm cái gì này? Mượn doanh thu hàng tháng này. Rồi sao sao đồ bao nhiêu. Bao nhiêu này? Đó, thấy không? Đưa ra một cái quá trình đơn giản đâu. Làm ăn sao đồ, đưa ra cái quá trình. Ví dụ như nó vô nó vay ngân hàng này cũng phải nói rõ là cho tao biết đúng không? Có kế hoạch nào? Anh vay bao nhiêu, anh làm cái gì? Thu nhập bao nhiêu? Bây giờ tao tính là lên cái dự án là trồng một mớ món cầu ở vườn nhà tao đó. Mấy cầu bao nhiêu? Bao nhiêu tháng thu hoạch? Mấy cầu đây mày bao nhiêu, tháng nó lớn? Thì nó trong vòng cũng còn năm. Gần năm là thu hoạch. Rồi một năm đó là mày làm gì? Năm đó mày làm gì để mày kiếm tiền? Rồi mảng cầu nó chưa chắc là tao lúc đó có giá thế này, mày suy nghĩ kỹ chưa? Mày ví dụ mày nghiên cứu được cái mảng cầu nó trồng sao cho lớn nhanh chưa? Bán giá được sao rồi chưa? Đang có bù ra rồi chứ không? Có chứ. Mình nghiên cứu mảng cầu chứ. Mình nghiên cứu kỹ rồi. Kỹ không? Mảng cầu lấy ở đâu này, mua ở đâu này, về trồng bao lâu này đó, rồi mới đầu tư thuốc men sao, rồi trong đó mày đi tùm lum cả ngày, về thời gian lo mảng cầu. Tao cái đi khuyên mày, cầu khuyên mày đừng trồng cái khác đi. Trồng cái khác đi. Thì trồng cái gì? Hả? Trồng cái gì? Dù nó trồng cái gì, trồng gì đó chuyện của mày, mày thích tao. Mỗi người có mỗi cách kinh doanh khác nhau mà ví dụ như mày trồng lan đi, mày trồng lan rừng nữa, mày muốn mày có là tao xin về chậu tao trồng cái gì trồng lan mà. Trồng lan hiện tại giờ cũng có 10-11 cây á. Lan của mày cây đâu có mười mấy ngàn cây rồi bán ai mua? Giờ cho lan ai mua có giá rồi chứ. Lan giá hạt ôi dạ. Cái rồ ra ươm ra làm giống ra thằng nó cho về thì ngủ đi, còn cái nữa tự xử thôi nha, nhẹt đâu lấy bán hay mua hết đi vậy nha, kết thúc tại đây nha. Rồi thôi mình về nha. Về. Wow, thì mình đã đi qua Nhàn Kha rồi, bây giờ mình về ở nhà mình lại nè cả nhà. Thì mình rất buồn quá, nhưng mà mình qua Nhàn Kha mà mình gặp Thiện nữa đó.
hai nó không đã không cho mượn tiền rồi mà lại thì nó chửi mười một trận thì cả nhà cũng đã thấy nó chửi mình và nó nói mình thì mình cũng buồn lắm, nhưng mà thôi vì nó lo cho mình, bạn bè mà nó lo cho mình, do mình nói gọi là nói chung là ai biểu mượn tiền chi, ai biểu vay tiền giang hồ làm gì mà để một có một đống nợ, phải không? Là bây giờ mình phải lo đó. Thì bây giờ thì cái đó nó là một người bạn rất là tốt đó, rất là tốt. Người ta kêu là bạn khen mình không phải là bạn chửi mình chính xác là bạn của mình đó. Thì mình rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của Vương. Thì bây giờ Vương sẽ kết thúc video và xin bye bye cả nhà nha.